Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xung đột Israel-Hamas ngày qua vẫn tiếp tục căng thẳng khi Israel tiếp tục các chiến dịch tấn công, truy quét phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, kiểm soát giải Gaza-Palestine ở xung quanh một bệnh viện và ở trung tâm thành phố Gaza. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari cáo buộc phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza-Palestine đã dùng bệnh viện Asifa làm nơi giam giữ và hành quyết con tin. Cô Noah Marciano, 19 tuổi, một binh lính trong quân đội Israel, nằm trong số các con tin bị Hamas bắt vào ngày 7 tháng 10. Phía Hamas cho biết, cô Noah đã chết trong một cuộc không kích của Israel nhắm vào giải Gaza và đưa ra đoạn video quay thi thể của cô. Tuy nhiên, phía Israel cho biết, thông qua giám định, những vết tích trên thi thể cô Noah không phải là do cuộc không kích gây ra. Ông Hagari cho biết, theo thông tin tình báo, cô Noah đã bị lực lượng Hamas giam bên trong bệnh viện Asifa. Tại đây, cô bị một thành viên Hamas sát hại. Bên cạnh đó, ông Hagari cho rằng Hamas đã giam giữ hai con tin tại bệnh viện Asifa. Ông Hagari cho biết, trong số hai con tin nói trên, một người mang quốc tịch Nepal, một người mang quốc tịch Thái Lan, nhưng không đề cập tên của họ. Ông Hagari cũng cho trình chiếu video chứng minh Hamas đưa hai con tin trên vào bệnh viện Asifa. Phía Hamas chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc nói trên. Tuy nhiên, trước đó, phía Hamas cho biết họ đã đưa một số con tin đến các bệnh viện để điều trị. Trước đó, lực lượng Israel đã đột kích bệnh viện Asifa. Đây là bệnh viện lớn nhất giải Gaza và là nơi trú ẩn của hàng chục nghìn người dân tại khu vực này. Sau đó, phía Israel cũng đã công bố đoạn video cho rằng có một đường hầm dài 55m bên dưới bệnh viện Asifa. Đoạn video cho thấy một lối đi hẹp có mái bê tông hình vòm và được phía Israel mô tả là có lắp đặt cửa chống nổ. Ông Muni Ebas, người đứng đầu cơ quan quản lý y tế giải Gaza, bác bỏ lập luận của Israel về việc có đường hầm bên dưới bệnh viện Asifa. Hôm 15 tháng 11, xe tăng và binh lính cùng quân đội Israel đã tiến vào bệnh viện Asifa, trung tâm y tế lớn nhất ở giải Gaza. Có khoảng 2.000 người trong khu phức hợp bệnh viện, bao gồm bác sĩ, bệnh nhân và người tị nạn. Trong những ngày bị bao vây, nhân viên của trung tâm y tế đã báo cáo thông qua Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF rằng không thể sơ tán khỏi bệnh viện vì binh lính Israel bắn vào bất kỳ ai tìm cách rời đi. Bệnh viện không thể hoàn thành sứ mệnh nhân đạo của mình vì thiếu các phương tiện cơ bản cần thiết cho sự sống còn như điện, nhiên liệu, nước, thực phẩm và thuốc men. Tình trạng này đã dẫn đến cái chết của hàng chục người. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trong tuần trước đã tố cáo hành động gây hấn chống lại bệnh viện Asifa. Theo luật nhân đạo quốc tế, các cơ sở y tế, nhân viên y tế, xe cứu thương và bệnh nhân phải được bảo vệ trước mọi hành động chiến tranh. Ngay cả khi các cơ sở y tế được sử dụng cho mục đích quân sự, các nguyên tắc phân biệt, phòng ngừa và tương xứng vẫn luôn được áp dụng. Bệnh viện không phải là chiến trường. Các cuộc tấn công của Israel xung quanh bệnh viện Asifa và các bệnh viện khác ở Gaza khiến các trung tâm y tế này mất nguồn cung cấp, không có internet, điện, thực phẩm, nước hoặc thuốc men. Theo Điều 23 của Công ước Geneva lần thứ tư, bên trong cuộc xung đột phải cho phép tự do vận chuyển tất cả các lô hàng của các cửa hàng y tế và bệnh viện, cũng như các đồ vật cần thiết cho việc thờ cúng tôn giáo chỉ dành cho dân thường bên kia, ngay cả khi đó là bên đối thủ. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho rằng bệnh viện sẽ mất đi sự bảo vệ khi không còn thực hiện chức năng nhân đạo là chăm sóc người bệnh và người bị thương và được sử dụng để can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động quân sự và do đó gây ra tổn hại cho kẻ thù. Israel cáo buộc lực lượng Hamas sử dụng bệnh nhân và dân thường trú ẩn trong bệnh viện làm la chăn sống. Theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF, mặc dù các trung tâm y tế có thể mất tình trạng bảo vệ đặc biệt nếu bị lợi dụng để thực hiện các hành động gây hại cho kẻ thù ngoài chức năng nhân đạo của họ. Những cáo buộc rằng các đường hầm tồn tại trong bệnh viện không tước đi tình trạng bảo vệ của bệnh viện theo luật nhân đạo quốc tế. MSF nhấn mạnh, ngay cả khi việc phá hủy các đường hầm dưới lòng đất là hợp pháp, nó sẽ không ảnh hưởng đến bản thân bệnh viện và sẽ yêu cầu mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh và hoặc giảm thiểu mọi thiệt hại ngẫu nhiên cho bệnh viện, nhân viên y tế, bệnh nhân và dân thường. Israel tuyên bố Hamas sử dụng bệnh viện làm căn cứ cho hoạt động của mình. Trong trường hợp cụ thể của Asifa, MSF tuyên bố rằng họ chưa nhận được thông tin hỗ trợ cho cáo buộc này. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 11, quân đội Israel tuyên bố phát hiện một đường hầm dài 55m, nằm sâu 10m bên dưới bệnh viện Asifa ở Gaza.
Israel cũng công bố một video quay ngày 17 tháng 11 cho thấy binh sĩ nước này thâm nhập đường hầm, đồng thời cáo buộc đường hầm này được sử dụng bởi chiến binh Hamas. Vài ngày trước, Bộ phận Liên lạc của quân đội Israel cũng công bố một đồ họa thông tin không thể được xác nhận độc lập, trong đó cho thấy toàn bộ mạng lưới đường hầm và cơ sở hạ tầng được cho là của Hamas trong khu phức hợp y tế Asifa. Bên cạnh những công bố về việc Hamas có thể đã xuất hiện ở bệnh viện lớn nhất giải Gaza là bệnh viện Asifa, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, ông Daniel Hagari cho biết, lực lượng Israel đã tiến vào trung tâm thành phố Gaza sớm hơn nhiều so với dự đoán của Hamas và tiếp tục tiến công theo kế hoạch. Người phát ngôn Daniel Hagari còn nói thêm, qua vòng vây, chúng tôi đã có động thái tấn công vào trung tâm thành phố Gaza. Đòn này giúp chúng tôi đến được trung tâm thành phố một cách nhanh chóng, sớm hơn nhiều so với dự đoán của Hamas. Ông Hagari cho biết, lực lượng Israel tiếp tục tiến công theo kế hoạch và cuộc chiến diễn tiến theo từng giai đoạn. Theo ông, quân Israel đang truy lùng các chiến binh Hamas ở Zeitun và Jabalia ở phía bắc Gaza và hiện đang bao vây Jabalia cũng như bắt đầu tiêu diệt Hamas ở đây. Người phát ngôn Hagari nói thêm rằng, trong vài ngày qua, lực lượng Israel tiến hành các trận chiến trực diện chống lại tiểu đoàn Zeitun, một trong những tiểu đoàn trung tâm của Hamas hoạt động tại Zeitun. Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng các nước Ả Rập và Hồi giáo tại Bắc Kinh, bàn tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột Israel-Hamas càng sớm càng tốt. Trong cuộc gặp, ông Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Indonesia và Palestine rằng việc các quan chức này bắt đầu hành trình giải quyết xung đột Israel-Hamas tại Bắc Kinh cho thấy mức độ tin tưởng lớn của các nước này đối với Trung Quốc. Ông Vương Nghị nói trong cuộc gặp rằng Trung Quốc là một người bạn và là anh em tốt của các nước Ả Rập và Hồi giáo. Chúng tôi luôn bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, đồng thời ủng hộ vững chắc sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine. Trong cuộc gặp, các ngoại trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức sự leo thang quân sự ở Gaza và thúc đẩy tiến trình chính trị với mục tiêu hòa bình lâu dài, yêu cầu Israel phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra ở Gaza và bờ Tây. Cũng trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller hoan nghênh việc Trung Quốc đóng vai trò mang tính xây dựng ở Trung Đông sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Ngoại trưởng các nước Ả Rập và Hồi giáo. Ông Miller lưu ý rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó đã trực tiếp nói rõ quan điểm này của Mỹ trong các cuộc trò chuyện với ông Vương. Ông Miller cũng nhấn mạnh rằng một trong những điều mà chúng tôi nghe nhiều lần từ các bên mà chúng tôi tiếp xúc trong chuyến đi vừa qua, chuyến công du Trung Đông của ông Blinken là vai trò không thể thiếu của Mỹ trong các khía cạnh của cuộc xung đột này, dù là việc người dân Gaza có nhận được hỗ trợ nhân đạo hay không, hay là việc ngăn chặn xung đột mở rộng. Ông lưu ý rằng Mỹ đã đàm phán một thỏa thuận bắt đầu cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza ngay sau khi xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 và Mỹ cũng là nhà tài trợ nhân đạo lớn nhất cho người dân Palestine ở Gaza. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.